Hôm nay là mình quay cái cách mà chế khung theo yêu cầu. Anh em nào muốn mà chế như kiểu này á thì cứ ghé ha. Thấy không? Bộ khung ha là mình đây. Ha, kiểu luôn. Khách hàng muốn nâng nâng thêm thùng để chở nặng hơn ha. Mình làm là lút and lay gắn vô thôi. Ha. Bao chắc chắn, bao lắc luôn ha. Quá cực. À, này hả là chỉ có độc nhất ở shop mình thôi. Không ai có đâu. À, ba ga hình con rùa này mình cũng làm luôn. À,